hỏi mình là cái chế độ desktop của cái máy laptop hoặc là chế độ desktop của trên hệ điều hành Windows 10 ấy, thì nó bị cái kiểu nó chính là nó bị ẩn đi, bây giờ nó không thể ra được màn hình desktop rồi ạ. Vậy thì tôi làm sao để cho nó ra được chế độ màn hình của desktop? Bạn thấy chưa? Nó không thể ra được chế độ màn hình của desktop, và nó không thấy desktop đâu, nó chỉ có cái giao diện, đó chính là giao diện của cái tablet, được chưa? Các bạn chỉ cần kích vào đây và các bạn kích vào tablet đây. Do các bạn bật cái chế độ này lên, được chưa? Các bạn phải chú ý này, các bạn chẳng may các bạn lỡ tay bật vào cái phần tablet mode ấy thì nó chuyển sang cái chế độ tablet, thì cái màn hình này thì nó không thể ra được màn hình desktop các bạn. Có nghĩa là ứng dụng nó bị ẩn đi. Vậy để mà làm việc với chế độ desktop thì các bạn phải tắt cái chế độ tablet mode, được chưa? Đó. Do tablet nó chỉ là cái màn hình cảm ứng đó, tắt đi như này là được. Và thấy giờ nó sẽ xuất hiện ra cái màn hình này. Nó rất đơn giản. Rồi ok.